Xin chào anh em, và sáng nay 25 tháng 12, VinFast đã tổ chức lễ xuất xưởng và bàn giao lô xe ô tô điện VF E34 đầu tiên tại nhà máy VinFast Hải Phòng cho những khách hàng đặt mua sớm. Theo đó, VF E34 có giá bán niêm yết là 690 triệu đồng. Ở thời điểm đầu mở bán, xe có giá bán ưu đãi 590 triệu đồng. VF E34 là mẫu ô tô điện đầu tiên của VinFast được sản xuất. Mẫu xe này được định vị ở phân khúc SUV hạng C với kích thước 4.300 x 1.793 x 1.613 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.611 mm. Phóng viên của Car Times đã có mặt tại nhà máy VinFast để trải nghiệm thực tế VinFast VF E34 bằng xương bằng thịt. Theo đánh giá của chúng tôi, mẫu xe điện đầu tiên của VinFast có khá nhiều trang bị hiện đại như hệ thống đèn full LED, bộ vành 5 chấu kép hoàn thiện 2 tông màu, gương xe tích hợp cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. Nhìn chung, thiết kế tổng thể ngoại thất không có quá nhiều sự khác biệt so với phiên bản concept trước đó. Bên trong nội thất của VinFast VF E34 giống hệt với bản thiết kế trước đó. Màn hình kỹ thuật số sau vô lăng có kích thước 7 inch, có thể hiển thị các thông tin như chế độ lái, Eco, Normal và Sport, lượng pin xe đang có, quãng đường có thể di chuyển. Trên vô lăng của xe được tích hợp các phím bấm như đàm thoại rảnh tay, media, hệ thống giữ làn đường. Cần số của xe là loại núm xoay hiện đại. Các tiện nghi nội thất khác bao gồm màn hình giải trí trung tâm có kích thước 10 inch được đặt dọc, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, tích hợp tính năng mua sắm qua ứng dụng Shopee hay xem phim qua FPT Play, hệ thống âm thanh 6 loa. Đặc biệt đáng chú ý là trợ lý ảo VV giúp người dùng có thể điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt. Bên cạnh đó, người dùng có thể thay đổi màn hình nền sao cho phù hợp với sở thích cá nhân. Động cơ của mẫu xe điện này có công suất 147 mã lực và mô men xoắn 242 Nm cùng hệ dẫn động cầu trước. Pin lithium-ion được cung cấp dưới dạng thuê bao, có dung lượng 42 kWh, cho phép xe di chuyển gần 300 km sau mỗi lần sạc đầy. Để hỗ trợ khách hàng trải nghiệm các tính năng thông minh trên xe, VinFast đã hợp tác với tổng công ty viễn thông Mobifone để cung cấp các gói dữ liệu eSIM tối ưu cho khách hàng. Theo đó, mỗi chiếc VF E34 xuất xưởng sẽ được cài sẵn eSIM và khách hàng sẽ trả phí sử dụng dữ liệu eSIM trực tiếp cho Mobifone. Công nghệ an toàn trên xe cũng đang chú ý với cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo luồng giao thông khi mở cửa, hỗ trợ đỗ xe trước sau, camera lùi, camera 360 độ nằm trong gói tùy chọn nâng cao trị giá 60 triệu đồng. 25.000 khách hàng đầu tiên sẽ được tặng miễn phí gói này, các khách hàng mua xe về sau sẽ phải trả phí để sử dụng các tính năng này. Hệ thống quan sát toàn cảnh 360 độ Surround View Monitoring SVM do VinAI, công ty thuộc hệ sinh thái công nghệ Vingroup, phát triển và ứng dụng trên dòng xe ô tô điện VF E34, giúp người lái theo dõi toàn cảnh môi trường bên ngoài và thay đổi chế độ xe bằng bảng điều khiển trên màn hình. Hệ thống kết hợp các camera mắt cá cùng với công nghệ AI có khả năng nhận dạng các đối tượng tham gia giao thông. Với khả năng thể hiện hình ảnh 3D chất lượng cao, SVM cho phép người lái quan sát và nhận diện chính xác vật cản ở điểm mù không thể thấy được qua gương chiếu hậu. Để hỗ trợ khách hàng, VinFast đã giảm gói tối thiểu từ quãng đường 1.400 km một tháng xuống còn 500 km một tháng. Cụ thể, mức thuê bao hàng tháng là 657.500 Việt Nam đồng một tháng. Trường hợp đi quá 500 km trên tháng, khách hàng sẽ phải trả thêm phí thuê pin cho VinFast theo đơn giá 1.315 Việt Nam đồng một km vượt. Khi khả năng tiếp nhận sạc của pin xuống dưới 70%, VinFast sẽ thay pin mới hoàn toàn miễn phí cho khách hàng. VinFast cam kết cho khách hàng thuê pin trọn vòng đời sản phẩm và sẽ cố định giá thuê pin theo từng năm. Vào ngày 1 tháng 12 hàng năm, VinFast sẽ điều chỉnh giá thuê pin. Và việc điều chỉnh giá thuê pin chỉ dựa trên mức tăng giảm của giá điện xăng. Tất cả 25.000 khách hàng tiên phong sẽ được miễn phí 12 tháng đầu tiên tiền thuê pin. Mức phí sạc xe tại các trạm sạc công cộng của VinFast là 2.834.000 đồng 1 kWh, chưa bao gồm VAT, tương đương đơn giá điện bậc 5 do Bộ Công Thương công bố ngày 20 tháng 3 năm 2019. Nếu pin đã sạc đầy nhưng xe vẫn chiếm vị trí sạc, khách hàng sẽ phải thanh toán thêm khoản phí 1.000 đồng một phút kể từ phút thứ 31 trở đi. Chi phí này được thanh toán cùng với phí thuê bao pin hàng tháng. Khách hàng mua xe VF E34 cũng được tặng kèm bộ sạc di động 2,2kW để chủ động sạc pin với mạng lưới điện sinh hoạt tại nhà. VinFast cũng cung cấp thêm bộ sạc treo tường 7,4kW với mức giá 30 là 9.400.000 đồng cho các khách có nhu cầu lắp thêm tại nhà. Dự kiến trong tháng 1 năm 2022, VinFast sẽ tiếp tục bàn giao thêm khoảng hàng ngàn xe VF E34 cho các khách hàng đã đặt cọc trước. Trên đây là toàn bộ thông tin về mẫu xe VinFast VF E34 vừa chính thức được bàn giao đến tay khách hàng Việt Nam. Các bạn thấy mẫu xe này thế nào?
Đừng ngần ngại để lại comment dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Đừng quên ấn like, chia sẻ video và ấn vào nút theo dõi kênh để đón xem nhiều thông tin hay và hấp dẫn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!